Facebook sập 9 tiếng, Facebook sập 2 lần một tuần. Có khi nào do vụ thiếu điện toàn cầu không? Ở sập vậy đó rồi sao, giờ bạn có xóa app không? Chào cả nhà, giờ này còn được ngồi tâm tình với các bạn trên VTV24 Money là nhờ Facebook. Nhờ Facebook chưa sập đó cả nhà. Tuần rồi thì Facebook sập tới 2 lần, lần đầu khá là nặng, mất 9 tiếng trong đêm. Mấy ứng dụng có liên quan như là Instagram và WhatsApp cũng trong tình trạng tương tự. Lần thứ hai thì nhẹ hơn, vào đêm thứ năm rạng sáng thứ sáu theo giờ Việt Nam thì khoảng đâu đó 1.000-2.000 người ở khu vực Âu Mỹ không thể truy cập vào Facebook. Cú sập nhà tồi tệ nhất trong vòng 10 năm qua đã thổi bay mất tới 6 tỷ đô la Mỹ của Mark Zuckerberg trong vòng vài tiếng đồng hồ. Tới nỗi ông chủ của Facebook phải lên trang cá nhân viết vậy nè: "Xin lỗi vì sự gián đoạn ngày hôm nay, tôi biết các bạn cần các dịch vụ của chúng tôi như thế nào để duy trì kết nối với những người bạn quan tâm." Xí, dừng lại xíu. Leo dịch là các bạn cần dịch vụ của chúng tôi như thế nào, chứ cần đó là nói giảm nói tránh rồi đó mấy bạn. Nguyên văn là I know how much you rely on our services. Là rely on, là phụ thuộc đó mấy bạn. Rõ ràng là không ai hiểu rõ sự lệ thuộc của các công dân Facebook vào trang này nhiều như là Mark Zuckerberg. Khi người ta sống trên Facebook, ăn trên Facebook và kinh doanh buôn bán cũng trên Facebook. Rồi sau có cả Instagram và WhatsApp sau khi Facebook mua lại hai ứng dụng này. Chắc các bạn vẫn chưa quên vụ Mark phải điều trần trước Quốc hội Mỹ về những vấn đề liên quan đến dữ liệu người dùng phải không nè. Mới đây thì một nghị sĩ Mỹ đã lại lên tiếng yêu cầu là phải chia nhỏ Facebook. Nói nôm na là Facebook phải bán đi cả Instagram và WhatsApp để tránh tình trạng ngày càng độc quyền. Hạ nghị sĩ Mỹ Alexandria Ocasio-Cortez chia sẻ trên Twitter cá nhân rằng nếu các hành vi độc quyền của Facebook bị kiểm soát đúng lúc, giống như là thời điểm nó bắt đầu mua lại Instagram, những người dựa vào WhatsApp và Instagram để liên lạc hoặc mua bán sẽ không bị ảnh hưởng gì vào lúc này. Bà nhấn mạnh hãy chia tách nó ra. Nếu bạn còn nhớ thì chính Ocasio-Cortez là người đã chất vấn đến nơi đến chốn Mark Zuckerberg trong phiên điều trần tại Quốc hội 2 năm trước. If you're not fact-checking political advertisements, I'm just trying to understand the bounds here. What's fair game? Trong một diễn biến khác, tạp chí Times cũng đã đăng tải một bức ảnh bìa đầy ẩn ý. Ok, còn về phần bạn thì sao? Bạn sẽ trả lời câu hỏi trong ảnh này như thế nào? Mới có Facebook sập mà nhiều người đã than trời, khó chịu. Nhưng thôi, hãy vui lên đi hen, trong khi cục wifi nhà bạn nó vẫn còn điện để mà nó phát sóng. Lạ chưa, giữa thế kỷ 21 mà lại thiếu điện. Bữa VTV24 Money có nhắc tới chuyện là Bắc Kinh với Thượng Hải phải cắt điện luân phiên, thì nay tới Ấn Độ, mà chưa hết, giá điện ở châu Âu cũng tăng cao bất thường. Và ngạc nhiên thay, tất cả những chuyện trên đều có cùng một đáp án, đó là nhiên liệu hóa thạch. Tại thủ đô New Delhi, giá xăng hiện đã chạm ngưỡng khoảng 1,37 đô la Mỹ một lít, tăng gần 1/4 kể từ đầu năm tới nay. Hãy nhìn vào giá xăng mà xem, lạm phát đã khiến giá tăng gần gấp đôi. Số xăng mà trước đây tôi chỉ tốn khoảng 100 rupee, giờ đã có giá 200 rupee. Ngoài nhiên liệu chạy xe, các mặt hàng năng lượng khác cũng đang là gánh nặng đối với người dân Ấn Độ. Giá ga sinh hoạt đã tăng khoảng 30%, trong khi điện liên tục thiếu hụt ở nhiều nơi. Giá nhiên liệu tăng cao đã buộc chúng tôi phải bỏ xe và đi bộ nhiều hơn. Chúng tôi cũng chuyển sang nấu nướng bằng củi vì giá gà quá đắt. Tại Hàn Quốc, lần đầu tiên trong vòng 8 năm qua, công ty điện hàng đầu của nước này đã phải tăng giá điện sinh hoạt, bình quân khoảng 0,9 đô la Mỹ một tháng cho một hộ gia đình 4 người. Có thời điểm công suất điện dự trữ của Hàn Quốc chỉ còn 8,8 GW, tương đương hơn 10% tổng công suất, do giá nhập khẩu khí đốt, vốn chiếm gần 1/5 tổng sản lượng điện nước này, đang tăng chóng mặt. Tương tự là tại Singapore, nơi giá xăng liên tục đi lên và chạm đỉnh khoảng 1,84 đô la Mỹ một lít trong tháng 8. Nước này cũng đã phải nâng thuế tiêu dùng điện trong quý 3, kéo theo một mức tăng đáng kể lên hóa đơn điện hàng tháng của các hộ gia đình tại quốc đảo này. Các công ty năng lượng ở châu Âu thì họ có ý là đợi cho giá xuống, thế nhưng mà tới nay thì không thể nào chịu đựng nổi nữa, cho nên mới buộc phải tăng giá bán lẻ. Ví dụ như tại Pháp, từ ngày hôm qua 1 tháng 10 thì giá khí đốt đã tăng đột ngột 12%. Kinh tế thì đang phục hồi mạnh mẽ, cần nhiều năng lượng, và một lý do nữa là mùa đông tới thì nhu cầu sưởi ấm tăng. Nước Nga giảm xuất khẩu khí đốt vào châu Âu cũng là một lý do. Thế và một lý do nội tại nữa là Liên minh châu Âu họ thu hẹp sản xuất điện từ than nâu, thì các nhà máy điện buộc phải tăng dùng khí đốt. Và thuế khí hậu mà áp lên các nguồn năng lượng hóa thạch thì cũng làm tăng giá khí và điện bán ra ở châu Âu. Thời gian qua phải ở nhà nhiều thì nhiều người bắt đầu bỏ vốn bỏ tiền đi đầu tư. Người thì bỏ vô cổ phiếu, người thì bỏ vô tiền số, khiến cho hai thị trường này tăng khá tốt trong năm vừa rồi. Tuy nhiên trong giai đoạn ngắn vừa rồi thì tiền số cũng có lên có xuống nhưng mà tương đối chững lại. Chứng khoán cũng tương tự, nhưng mà có một chuyện khá là lạ, đó là khối startup không được các nhà đầu tư mặn mà nữa. Nửa đầu năm 2021, các công ty khởi nghiệp công nghệ Việt Nam chỉ thu hút khoảng 130 triệu đô la Mỹ tiền đầu tư.
chiếm 3% trong cơ cấu giá trị vốn của 6 nước Đông Nam Á được Central Ventures nghiên cứu. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2019, khi Việt Nam có thời điểm chiếm hơn 30% tổng giá trị vốn. Giới đầu tư cho rằng, đợt bùng phát dịch thứ tư từ đầu quý 2 đã gây ảnh hưởng lớn. Tổng giá trị các thương vụ có giá trị lớn trên 100 triệu đô la Mỹ tại Đông Nam Á cũng xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Central Ventures nhận định có nhiều thương vụ đầu tư lớn bị trì hoãn trong nửa đầu năm nay, cũng gây ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam. Có một cái sự sụt giảm rất lớn về cái giá trị đầu tư. Lý do là để mà hoàn thành một thương vụ lớn thì chắc chắn nhà đầu tư phải bay qua nước Việt Nam để mà có thể làm thẩm định, để có thể hiểu thị trường. Tuy nhiên là mình tin rằng là rất nhiều nhà đầu tư hiện nay khi mà họ không bay qua Việt Nam được thì họ rất là mong muốn được phối hợp với các cái quỹ nội địa. Thì đây là một cơ hội có 102 cho tất cả những quỹ nội địa có thể đóng một vai trò chủ đạo, chủ chốt. Điểm sáng là số lượng thương vụ đầu tư tại khu vực lại có xu hướng tăng nhẹ, cho thấy các startup ở vòng vốn nhỏ vẫn đang được nhà đầu tư rót vốn, tạo động lực tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo. Khi đại dịch xảy ra, nhiều quỹ đầu tư trong nước cũng được thành lập mới để hỗ trợ tốt hơn các startup nhỏ. Nhiều thương vụ doanh nghiệp Việt đầu tư cho startup Việt như FPT mua lại Pace, Momo mua lại Pick cũng là xu hướng tích cực của thị trường. Các cái quỹ đầu tư nội thì có cái mạng lưới liên kết mạnh, nó sẽ giúp cho các startup thử nghiệm các ý tưởng kinh doanh, thử nghiệm các ý tưởng đột phá nhanh chóng và trên một tập khách hàng nhất định, giúp cho startup hiểu được khách hàng của mình hơn để đưa ra các cái chiến lược kinh doanh nó phù hợp với thực tế. Lũy kế từ năm 2018 đến nay, Việt Nam đứng thứ 3 trong số các quốc gia có doanh nghiệp mua lại nhiều startup nhất trong khu vực. Xu hướng nguồn vốn mạo hiểm trong nước đang thu hẹp khoảng cách với nguồn vốn ngoại, được kỳ vọng giúp startup Việt tiếp tục phát triển trong bối cảnh phục hồi kinh tế. Vậy thì tiền đổ vào đâu? Với những thị trường truyền thống thì cũng không quá khó để biết khi mà đã có thống kê rồi. Nhưng mà với những thị trường mới thì sao? Ví dụ như là blockchain, rồi tiền số, Bitcoin chẳng hạn. Ở đây tôi đang muốn nói đến một hiện tượng khá thú vị, đó là Axie Infinity. Tiền mã hóa cho Sky Mavis với đội ngũ sáng lập người Việt đứng sau lập đỉnh mới với vốn hóa đạt hơn 8 tỷ đô la. Số liệu từ CoinMarketCap tính đến sáng ngày 4 tháng 10 cho thấy mỗi đồng AXS hiện có giá khoảng 137,85 đô la, tăng 26% so với một ngày trước đó. Và chỉ sau 4 ngày thì giá trị tiền số này đã cao gần gấp đôi. Hà My đã từng có một cái talk show mini với lại một trong những founder của dự án này rồi, các bạn có nhớ không? Sự sống còn của Axie nó phụ thuộc vào yếu tố nào? Kinh tế, nó cũng sẽ là một phần ở trong thế giới game. Vậy liệu có phải là dòng tiền đang thực sự đổ về các dự án blockchain hay không? Và đây chỉ là hiện tượng hay xu hướng? Cùng lắng nghe đại diện của một quỹ đầu tư trả lời về vấn đề này nha. Ở thời điểm hiện tại, dòng tiền đầu tư khởi nghiệp sáng tạo đang bị nén lại như là một chiếc lò xo và chỉ chờ đợi để sẽ bật cao trở lại sau khi việc đi lại, giao thương và đầu tư giữa các nước dần phục hồi sau đại dịch Covid-19. Tôi dành 80% đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam và 20% số vốn để đầu tư vào các dự án blockchain. Tôi thì không nghĩ là có sự phân bổ hoàn toàn hay dòng tiền chảy hẳn sang lĩnh vực blockchain, bởi vì ở mỗi lĩnh vực thì các quỹ đều sẽ có sự phân bổ riêng phù hợp với khẩu vị đầu tư cũng như là chiến lược của từng quỹ. Chúng tôi từng biết đến Axie Infinity từ cuối năm 2019. Tuy nhiên rất tiếc đã bỏ lỡ cơ hội đầu tư đó. Chúng tôi đánh giá đây là thời điểm phù hợp nhất kể từ khi đại dịch bùng phát để các quỹ có thể giải ngân và chốt được các thương vụ tốt. Vài trăm năm trước thì cũng có ai biết thị trường chứng khoán là gì, cổ phiếu là gì đâu. Rồi mãi tới đầu thế kỷ thứ 20 thì cũng có ai biết Internet là gì đâu. Khi công nghệ ngày càng phát triển thì nó sẽ có nhiều cái hướng đi, nhiều cái nhánh mới thôi. Blockchain cũng có thể dẫn tới kỷ nguyên mới về đầu tư, về tài chính, nhưng cũng có thể không. Nhưng mà có một sự thật là nó đang trở nên phổ biến. Học thêm một chút, biết thêm một chút, biết đâu lại có thêm một chút xíu cơ hội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Money Weekly và cảm ơn nhà tài trợ EcoPark đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại các bạn vào các số sau.